Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Tư, ngày 21 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá kinh tế xã hội năm 2018, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đạt và vượt theo kế hoạch đề ra. Tỉnh Lâm Đồng phát động phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Kỷ Hợi. Những người thầy truyền nghề. Có nên giao quyền tự chủ tiền lương cho doanh nghiệp? Ô nhiễm không khí là mối nguy hiểm hàng đầu. Làm gì trước thực trạng sạt lở bờ sông Đồng Nai? Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá kinh tế xã hội năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và các địa phương tại các điểm cầu trong tỉnh. Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018 nhiều chỉ tiêu kinh tế của Lâm Đồng đều tăng so với năm 2017. Mức tăng trưởng kinh tế đạt gần 8,6%, trong đó khu vực nông lâm thủy tăng 5,2%, công nghiệp xây dựng tăng gần 8,4%, dịch vụ tăng hơn 12%, thu nhập bình quân đầu người gần 60 triệu đồng, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 26.340 tỷ đồng, tăng 12,1%, thu ngân sách đạt 7.100 tỷ đồng. Kế hoạch đề ra là 6.750 tỷ đồng, bằng 105% dự toán địa phương. Trong đó thu từ thuế phí 4.600 tỷ đồng, tăng 17%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 661 triệu đô la, tăng gần 20%. Khách du lịch đến Lâm Đồng đạt hơn 6,5 triệu lượt, tăng trên 10%. Khách quốc tế đạt 101%. Trên lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, trong năm toàn tỉnh xảy ra 742 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ lâm sản và diện tích thiệt hại đều giảm. Năm 2018, toàn tỉnh thành lập mới 1.100 doanh nghiệp. Dự kiến đến cuối tháng 12 năm 2018 đạt khoảng 8.100 doanh nghiệp. Chương trình nông thôn mới tiếp tục phát triển với nhiều kết quả tốt. Đến cuối năm nay có 87 trên 116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, với bình quân 17,3 tiêu chí một xã. Ngoài Đơn Dương, huyện Đức Trọng đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Chương trình giảm nghèo có nhiều chuyển biến mới. Với các nguồn lực đầu tư của nhà nước và cộng đồng xã hội, diện mạo nông thôn và đời sống hộ nghèo ngày càng được cải thiện. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,91%, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 9,56%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các lĩnh vực an toàn giao thông, văn hóa, y tế, giáo dục, cải cách hành chính được đảm bảo. Hội nghị đã tập trung đánh giá, phân tích với các ý kiến của các ngành và các địa phương về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công nghiệp, thúc đẩy chế biến, phát triển hạ tầng, đảm bảo môi trường, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông, đề ra giải pháp nhằm thúc đẩy các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2019. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt nhấn mạnh, vượt qua những khó khăn chung của đất nước, năm 2018, nền kinh tế của Lâm Đồng vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập và đời sống nhân dân được cải thiện. 18 trên 18 chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt theo kế hoạch. Kết quả này là tín hiệu khả quan, tạo sự phát triển mới cho năm 2019. Tuy nhiên, đánh giá tổng quát trong năm vừa qua, một số lĩnh vực của Lâm Đồng vẫn còn những hạn chế. Ngành công nghiệp phát triển chậm, khối lượng giải ngân xây dựng cơ bản thấp, giá các mặt hàng nông sản không ổn định, thị trường tiêu thụ khó khăn, lĩnh vực chăn nuôi, nhất là việc tăng đàn bò sữa có chiều hướng chững lại. Liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng, ông Đoàn Văn Việt chỉ rõ, mặc dù giảm cả 3 tiêu chí, nhưng thời gian qua, trên địa bàn để xảy ra nhiều vụ phức tạp, chúng ta phải có giải pháp giải quyết căn cơ hơn, quyết liệt hơn. Có liên quan đó là rừng và công tác quản lý bảo vệ rừng. Báo cáo thì đánh giá là 3 cái đều thấp số vụ, số diện tích và lâm sản chúng ta đều thấp. Nhưng xin thưa các đồng chí là cái tính chất của nó ngày càng phức tạp, manh động, chống người thi hành công vụ, rồi có những cái việc mà tác động nó hết sức là nguy hại. Và thể hiện rõ nhất đó là chính là gì? Đó là
khoan cây, đổ thuốc chất độc vào để chết cả mảng diện tích rừng lớn. Việc thứ hai là xâm phạm rừng trái phép, san ủi trái phép. Như Đức Trọng vừa rồi rất là hoan nghênh, đồng chí Bí Thư, đồng chí Chủ tịch Đức Trọng trong thời gian vừa qua đã xử lý tích cực. Con, người thân, Bí Thư của cán bộ xã mà san ủi gần 3 hectare, báo cáo các đồng chí như thế mà mình không giải quyết thì như thế. Và nhiều cái vụ khác, rồi chống người thi hành công vụ, rồi hàng loạt cái vụ xảy ra ở các địa bàn Lâm Hà có lẽ là nổi lên đầu tiên, Đam Rông, Bảo Lâm, Đà Tẻ, địa phương như thế thì tôi đề nghị các đồng chí là phải hết sức là tích cực thực hiện tốt các cái biện pháp, các cái giải pháp để mà chúng ta làm tốt cái công tác quản lý bảo vệ rừng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh thêm, bảo vệ rừng là nhiệm vụ then chốt. Đây là vấn đề được tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao. Do đó, nếu ngành và chính quyền liên quan để xảy ra những vụ vi phạm xâm hại rừng nghiêm trọng thì cần xử lý nghiêm đến trách nhiệm quản lý. Kết quả năm 2018 là động lực lớn cho nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch cả nhiệm kỳ. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt yêu cầu các cấp các ngành, nhất là người đứng đầu, cần tăng cường công tác chỉ đạo điều hành tốt mọi công việc, nhất là những lĩnh vực then chốt quan trọng. Các cái giải pháp liên quan về tái cơ cấu về nông nghiệp để làm sao thực sự có cái chuyển biến trong cái lĩnh vực này. Chúng ta cũng đã làm, chúng ta cũng đã có đề án, chúng ta đã có cái việc xây dựng chuỗi, nhưng vấn đề triển khai thực tế, thương hiệu, chuỗi, rồi công nghiệp chế biến, khâu tiêu thụ sau sản phẩm, vân vân, tất cả các cái như thế. Có thể nhìn ở các địa phương khác, đối với Lâm Đồng là chúng ta dẫn đầu, nhưng trong Lâm Đồng chúng ta nhìn thì chúng ta thấy còn nhiều cái nhiệm vụ. Do vậy là cần tiếp tục có những cái giải pháp để triển khai có hiệu quả. Cái thứ hai nữa là trong cái lĩnh vực công nghiệp chế biến và phát triển năng lượng, rồi năng lượng tái tạo, thì đây cũng là một cái thế mạnh, cũng là một cái dư địa của chúng ta cũng còn để mà chúng ta tiếp tục có cái thúc đẩy phát triển. Và một nội dung thứ ba tôi nghĩ là trong năm 2019 cần tập trung, đó chính là cái phát triển về dịch vụ, về du lịch, đúng không? Chúng ta cũng đã thấy rằng là không thể, đúng không, không thể cứ đứng như thế này, lấy những cái lợi thế của mình về thời tiết, về khí hậu, đúng không, về cảnh quan, đúng không, về môi trường đang có để mà chúng ta thu hút và phát triển du lịch. Vấn đề thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, quyết tâm phấn đấu đạt theo chỉ đạo của Thủ tướng, đó là gì? Đó là phát triển doanh nghiệp của chúng ta, đúng không? Phải từ 10.000 cho đến 11.000. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh các ngành địa phương cần thực hiện tốt công tác cán bộ trong quy hoạch, bổ nhiệm cần rà soát kỹ lưỡng, đánh giá con người, đúng việc, đúng với vị trí đảm trách, tăng cường quản lý nhà nước trong xây dựng cơ bản, môi trường. Trong thời gian còn lại của năm 2018, diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh như kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 được tổ chức tại Đà Lạt. Vì vậy, việc chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an toàn giao thông là nhiệm vụ rất cấp bách đối với các ngành liên quan và chính quyền thành phố, cần vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, sẵn sàng cho các hoạt động diễn ra hiệu quả, an toàn và thành công. Ngày 21 tháng 11, tại Vườn Hoa thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã tổ chức lễ trồng cây anh đào Nhật Bản do công ty trách nhiệm hữu hạn sàn giao dịch Hoa Himeji trao tặng. Ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã đến dự. Đây là sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Nhật Bản 1973-2018 và 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển 1893-2018. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã khái quát về những dự án hợp tác giữa thành phố Đà Lạt và cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA và công ty Himeji. Qua đó, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ bền chặt, đoàn kết, gắn bó, hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, thành phố Đà Lạt và công ty Himeji nói riêng. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn sàn giao dịch Hoa Himeji, đơn vị tài trợ giống hoa anh đào cho thành phố Đà Lạt cũng cho biết, công ty làm việc tại Đà Lạt từ 3 năm trước để tiến hành lựa chọn giống hoa có điều kiện phù hợp với vùng đất này. Đặc biệt, thông qua những dự án hợp tác, đơn vị sẽ cố gắng tạo ra nhiều kết quả tốt, giúp thành phố Đà Lạt ngày càng đẹp hơn.
Sau buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt đã làm lễ trồng 100 cây mai anh đào Nhật Bản tại đồi quốc tế Vườn Hoa thành phố Đà Lạt và khánh thành khu vực trồng mai anh đào, công trình chào mừng Đà Lạt 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Được biết, những cây mai anh đào này được mang đến từ vùng Hokkaido, Nhật Bản. Sau khi mang về trồng, quần thể hoa anh đào Nhật Bản được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn thu hút khách du lịch khi đến thành phố Đà Lạt. Phần tiếp theo của bản tin thời sự tối nay, tỉnh Lâm Đồng phát động phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2019. Cùng gặp gỡ với những người thầy truyền nghề. Chiều ngày 21 tháng 11, đoàn công tác do ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng năm 2017 và 10 tháng năm 2018. Ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã làm việc với đoàn. Theo báo cáo, trong năm 2017 và 10 tháng năm 2018, hoạt động của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Đặc biệt, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã triển khai các chương trình tín dụng chính sách sát với thực tế, gắn với công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tính đến hết 10 tháng năm 2018, các chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang thực hiện 15 chương trình cho vay với tổng dư nợ trên 3.000 tỷ đồng. Trên 96.000 lượt hộ được vay vốn, đạt trên 99% so với kế hoạch. Theo đánh giá, các chương trình tín dụng chính sách xã hội được bổ sung qua các năm khá đa dạng về đối tượng thụ hưởng, tác động tích cực đến cuộc sống của người dân, đặc biệt người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Song song đó, thông qua phương thức ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội đã phát huy lợi thế, huy động được cả hệ thống chính trị cùng thực hiện. Các đối tượng được vay vốn được cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ hỗ trợ nhau trong sản xuất và đời sống, tạo nên sức mạnh trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương. Tại hội nghị, các thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã trao đổi, thảo luận, đồng thời đề xuất một số vấn đề như Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cần có thêm nhiều nguồn vốn ưu đãi, đặc biệt là tăng mức vay đối với các gói tín dụng cho vay thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, tăng thời gian vay và có những mô hình điểm để nhân rộng, tạo tính thực tiễn, giúp người nghèo yên tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phát triển sản xuất. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẳng định, trong những năm qua, chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ gia đình chính sách là một chủ trương đúng đắn. Thông qua đó, không chỉ giúp các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có thêm điều kiện để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, mà còn tạo liên kết trong sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân. Liên quan đến một số đề xuất của địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam nghiên cứu các cơ chế chính sách huy động vốn với lãi suất bằng với lãi suất của các ngân hàng thương mại hiện nay. Bên cạnh đó, xây dựng các gói tín dụng khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên, tăng dần mức vay, chia thành khu vực, loại hình sản xuất, đồng thời cho các hộ khá vào các tổ tiết kiệm vay vốn để tạo liên kết trong tiêu thụ sản phẩm của các thành viên trong tổ. Kết luận buổi kiểm tra, ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Lâm Đồng trong thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Từ kết quả của chương trình tín dụng chính sách ưu đãi mà Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai sẽ góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo một cách bền vững. Riêng đối với những kiến nghị của địa phương, đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp, đề xuất Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam xem xét giải quyết, đồng thời bổ sung vào các cơ chế chính sách hoạt động của ngân hàng. Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 2018, sáng nay tại thành phố Đà Lạt, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức phát động phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Kỷ Hợi và trao quà cho các hộ gia đình nghèo. Bà Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành đã tham dự.
Theo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam 2009-2018 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, phong trào hàng năm được duy trì và kết quả năm sau cao hơn năm trước cả về số lượng và chất lượng, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch trung ương giao. Với kết quả cụ thể, năm 2009, vận động gần 19.700 suất quà, trị giá trên 3,1 tỷ đồng. Đến năm 2018, toàn tỉnh đã vận động tặng 74.362 suất quà, trị giá 22,8 tỷ đồng, đạt 177% chỉ tiêu trung ương giao. Nối tiếp những kết quả đáng ghi nhận đó, phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2019, mục tiêu của phong trào phấn đấu toàn tỉnh vận động được 46.000 suất quà để trao tặng cho các hộ gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam có thêm điều kiện vui xuân đón Tết. Dự kiến mỗi suất quà trị giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Thời gian thực hiện từ ngày 20 tháng 10 2018 đến ngày 31 tháng 1 2019, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 10 tháng 12 năm 2018 đến ngày 10 tháng 1 năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Lệ đã đánh giá cao những nỗ lực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua. Hội đã giữ vai trò nòng cốt trong việc phối hợp lựa chọn đối tượng dân chủ công khai, minh bạch, trao tặng, hỗ trợ trực tiếp đến từng đối tượng, tạo niềm tin với nhà tài trợ. Qua đó, phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam của Hội Chữ thập đỏ thực sự đã trở thành một việc làm đầy ý nghĩa, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Nhằm duy trì và nâng cao chất lượng phong trào, trưởng ban dân vận tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, các cơ quan ban ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có kế hoạch phối hợp với Hội Chữ thập đỏ để triển khai, thực hiện, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động biểu dương kịp thời các tổ chức cá nhân có thành tích trong hỗ trợ phong trào, đồng thời động viên các cá nhân và hộ gia đình được trợ giúp vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Hưởng ứng lời phát động của đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, nhiều cá nhân, tập thể, tổ chức đã đóng góp tại buổi lễ với số tiền trên 17 tỷ đồng. Ngoài ra, tại buổi lễ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã phối hợp với các nhà hảo tâm trao 20 suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với trị giá mỗi suất quà 600.000 đồng. Ngày 20 tháng 11 tại tỉnh Đắk Nông, cụm thi đua số 6 Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã tổng kết công tác thi đua năm 2018 và tổ chức hội thao lần thứ 6. Trong năm, các đài phát thanh và truyền hình trong cụm thi đua số 6 đã bám sát nội dung trọng tâm các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông, các tỉnh phát động để tổ chức thông tin tuyên truyền kịp thời hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các sự kiện, ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước, hoạt động an sinh xã hội, những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Trong chuyên môn, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung, hình thức, xây dựng kế hoạch mở mới, tăng thời lượng một số chương trình, chuyên đề, chuyên mục, đẩy mạnh hợp tác sản xuất chương trình, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khán thính giả, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, thời lượng các chương trình cộng tác VTV5. Nhiều chương trình được đánh giá cao. Tuy nhiên, phong trào thi đua cùng số 6 vẫn chưa đều. Một số tin bài lên sóng chậm, nhất là đối với các vụ việc nóng. Chất lượng một số tin bài còn thấp. Một số chương trình truyền hình thực tế, phim truyền chưa thu hút được người xem. Việc thực hiện đề án số hóa còn gặp nhiều khó khăn. Tại hội nghị, đại diện cụm trưởng cụm thi đua số 6 đã trao tặng giấy khen cho hai đài phát thanh và truyền hình Đắk Lắk và Lâm Đồng có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình Nhịp sống Tây Nguyên. Đại diện đài phát thanh và truyền hình 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên đã ký kết giao ước thi đua năm 2019 và trao cờ luân lưu đăng cai cụm thi đua số 6 năm 2019 cho đài phát thanh và truyền hình Gia Lai. Cũng trong dịp này, các đài phát thanh truyền hình khu vực Tây Nguyên tổ chức hội thao lần thứ 6 năm 2018, Cúp Bình Điền, Mekong. Hội thao gồm 5 đơn vị thuộc cụm thi đua số 6 và đội khách mời công ty phân bón Bình Điền, Mekong. Các đội tham gia thi đấu ở bộ môn bóng đá mini nam, theo hình thức vòng tròn, loại trực tiếp, chọn 2 đội nhất nhì vào chung kết. Sau một ngày thi đấu sôi nổi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đài phát thanh truyền hình Gia Lai. Giải nhì thuộc về đài phát thanh truyền hình Đắk Lắk, đồng giải ba thuộc về đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng và công ty Bình Điền Mekong. Ngày Nhà giáo Việt Nam đã đi qua, nhưng vẫn luôn đọng lại trong mỗi chúng ta lòng biết ơn và kính mến đối với những người thầy, người cô, bởi nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý.
Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ đảm nhận công việc giáo dục kiến thức văn hóa cho sinh viên, những người thầy ở trường cao đẳng nghề Đà Lạt còn có nhiệm vụ đào tạo nghề, phục vụ nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những người thầy của trường cao đẳng nghề Đà Lạt qua phóng sự sau. Đây là tiết học dạy chế biến món ăn châu Âu của cô Tăng Thị Cảnh Dung, người vừa giành giải ba tại hội giảng giáo viên giáo nghiệp nghề nghiệp toàn quốc năm 2018. Những món ăn mới được bày trí tinh tế, đẹp mắt, hấp dẫn, được cô chỉ dẫn tận tình cho các sinh viên. Bằng niềm đam mê chế biến các món ăn, cô Tăng Thị Cảnh Dung đã không ngừng tìm tòi nhiều món ăn mới lạ, những cách chế biến độc đáo để chuyển tải cho sinh viên. Ngoài cầm tay chỉ việc truyền thụ kiến thức, nghề nghiệp cho sinh viên, cô còn là người truyền cảm hứng sáng tạo và những kỹ năng cần thiết để sinh viên ra trường dễ dàng tiếp cận với công việc. Bên cạnh việc đảm nhận chức vụ phó khoa du lịch trường cao đẳng nghề Đà Lạt, cô Tăng Thị Cảnh Dung còn phụ trách giảng dạy bộ môn nấu ăn, các món Âu Á cho sinh viên nhà trường gần 10 năm qua. Cùng với sự tận tụy với nghề, sự trưởng thành và kinh nghiệm được tích lũy qua quá trình giảng dạy, cô luôn đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi giáo viên nghề cấp tỉnh, cấp quốc gia. Đối tượng của mình là sinh viên dạy học nghề. Thì ngoài cái việc các bạn đi học ở trường, các bạn vẫn còn đi làm thêm ở những cái doanh nghiệp. Thì khi các bạn đi thêm làm thêm ở phía ngoài thì các bạn cũng sẽ được học tập thêm rất là nhiều điều mới mẻ ở phía bên ngoài. Chính vì vậy cho nên là ở trường thì các giáo viên ở trường hầu như là hàng năm đều phải tham gia vào những cái buổi đi học thực tế tại doanh nghiệp. Thì đối với riêng giáo viên trong khoa du lịch của em thì hàng năm các giáo viên trong khoa đều phải đi tới những cái doanh nghiệp để mình thực tập. Cô Nguyễn Thị Huế đảm nhận giảng dạy hai nghề chính là công nghệ sinh học và bảo vệ thực vật suốt 11 năm qua tại trường cao đẳng nghề Đà Lạt. Đây là ngành học được nhà trường quan tâm đầu tư áp dụng đào tạo theo tiêu chuẩn của Úc. Để đáp ứng được nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp công nghệ cao, cô Nguyễn Thị Huế đã không ngừng trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, cô Huế là một trong những giảng viên đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy chuyên ngành nông nghiệp quốc tế cho sinh viên nước ngoài tại trường. Để có được vốn ngoại ngữ giao tiếp cũng như thông thạo ngôn ngữ chuyên ngành, đó là quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của người giảng viên này. Bên mình là bên đang đào tạo cái nghề công nghệ sinh học quốc tế, cho nên áp lực của giáo viên cũng rất là nhiều, tại vì là mình dạy là chương trình của Úc, cho nên dạy bằng chương trình, có một cái lớp là dạy bằng chương trình tiếng Anh, hoàn toàn bằng tiếng Anh, cho nên là cái áp lực là vừa chuyên môn vừa chuẩn bị bài rồi vừa giảng dạy bằng tiếng Anh đó. Thì đầu tiên là mình về chuyên môn, kiến thức chuyên môn là mình phải vững trước, rồi thứ hai là mình rèn luyện cho mình học hỏi thêm các cái phương pháp giảng dạy để truyền đạt làm sao để cho sinh viên tiếp thu được tốt nhất. Hy vọng lớn nhất của giáo viên là ra học sinh viên của mình ra trường là có công ăn việc làm, và để đứng vững được trên cái thị trường hiện nay á, thì là bắt buộc là các em phải vững về tay nghề của mình và những cái gì mà doanh nghiệp cần á, là tại vì trường mình có những cái cuộc hội thảo hay những cái lúc mà xây dựng chương trình á, thì đều phải tiếp xúc với doanh nghiệp để kêu doanh nghiệp cần những gì thì nhà trường mới học, tức là mình cải tạo thêm, đã chỉnh sửa lên cái chương trình của mình á, để phù hợp với lại doanh nghiệp và tình hình thực tế hiện nay. Trường cao đẳng nghề Đà Lạt có trên 100 giảng viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn. Với đặc thù của công việc nên những người thầy ở trường nghề cũng có những áp lực riêng. Do vậy, để đáp ứng được yêu cầu này, đòi hỏi giảng viên phải luôn cập nhật công nghệ mới, tiêu chuẩn kỹ thuật mới. Có như vậy mới đào tạo được sinh viên ra trường, đáp ứng được nhu cầu của xã hội, có được việc làm và có cống hiến tốt. Do đó, nhà trường đã lập lộ trình xây dựng các nghề chuẩn quốc tế, cũng như chuẩn hóa đội ngũ giảng viên bằng nhiều hình thức khác nhau. Áp lực của một giáo viên dạy nghề thì trước hết là chữ nghề, là các cô phải giỏi nghề, là các thầy các cô phải giỏi nghề. Để các cô các thầy mới có khả năng truyền đạt được các cái kỹ năng nghề nghiệp cho các em. Và sau nữa là các thầy các cô phải có lửa để có thể truyền lửa lòng yêu nghề nghiệp cho các em. Thì qua được phải hai điều kiện tối thiểu đó, cộng thêm với những phương pháp về sư phạm và những điều kiện khác của nhà trường, thì các cô mới có thể đào tạo ra được những em học sinh có tay nghề vững vàng để mà đi ra xã hội làm việc. Nhà trường được sự quan tâm của giáo dục tổng cục nghề nghiệp, của tổng cục giáo dục nghề nghiệp cũng như ủy ban và sở lao động thương binh và xã hội, thì nhà trường tham gia các chương trình
về bồi dưỡng giáo viên của nước ngoài cũng như trong nước. Thì giáo viên của trường được tham gia các cái chương trình bồi dưỡng về sư phạm do các trường ở Anh như là trường Highbury, trường West Scotland đã đến trường để tập huấn cho các giáo viên. Và các chương trình nước ngoài như là Hội đồng Anh rồi GIZ cũng tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên. Thì thông qua đó thì các giáo viên áp dụng các phương pháp đó vào trong giảng dạy. Giáo viên trường nghề có nhiều sự khác biệt so với các trường khác. Bởi người thầy đào tạo nghề phải nói được và làm được. Nghĩa là sau khi giảng lý thuyết, người giảng viên còn phải thực hành một cách chính xác, không sai phạm ở bất kỳ quy trình thực hành nào. Với khối lượng công việc lớn là vậy, nhưng những người thầy ở trường cao đẳng nghề Đà Lạt vẫn luôn tận tâm truyền nghề, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp. Bởi họ luôn tâm niệm, nếu không có người thầy giỏi thì sẽ không có người thợ giỏi. Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay 21 tháng 11, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ thuế và họp ban chỉ đạo thực hiện các nghị quyết 19 định kỳ quý 4 năm 2018. Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, các phòng ban chuyên môn và đại diện các chi cục thuế khu vực trên địa bàn tỉnh đã tham dự. Tại hội nghị, đại diện các phòng ban chuyên môn, các chi cục thuế khu vực trên địa bàn tỉnh đã được quán triệt một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ trên lĩnh vực thuế, công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là bàn các giải pháp hoạt động của chi cục thuế khu vực vừa mới được thành lập, đồng thời rà soát đánh giá việc thực hiện nghị quyết 19 của chính phủ về nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ngoài ra, hội nghị cũng dành phần lớn thời gian để trao đổi, thảo luận những nội dung liên quan đến công tác quản lý nợ, thu nợ, triển khai một số nhiệm vụ kế hoạch những tháng còn lại của năm 2018. Từ những nội dung của buổi sinh hoạt nghiệp vụ sẽ là cơ sở để ngành thuế Lâm Đồng cùng với các ngành chức năng địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác thu ngân sách, tích cực hỗ trợ giải quyết khó khăn cho người nộp thuế, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nhằm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thu ngân sách của địa phương trong năm 2018. Ngành nông nghiệp Lâm Đồng cho biết tại địa phương công nghệ ghép giống được sử dụng rộng rãi trong sản xuất rau hoa tại Lâm Đồng. Điển hình là công nghệ kỹ thuật ghép cà chua, ớt ngọt. Hiện công nghệ này được ứng dụng trên 222 cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống rau họ Cà với diện tích 84 ha. Hàng năm cung cấp cho sản xuất từ 270 triệu cây giống rau họ Cà các loại, đáp ứng đủ nhu cầu giống phục vụ sản xuất. Tiến bộ kỹ thuật này đã giúp người sản xuất loại bỏ được mối lo về bệnh héo rũ do vi khuẩn Rhaetonia solanaceum, một dịch bệnh có thể gây tổn thất từ 50 đến 100% ruộng cà chua trước đó, góp phần tăng từ 25 đến 50% về năng suất sản lượng cà chua của Lâm Đồng. Có nên giao quyền tự chủ tiền lương cho doanh nghiệp? Ô nhiễm không khí là mối nguy hiểm hàng đầu, là những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước và quốc tế. Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi lần này là xây dựng thang lương, bảng lương, khoảng cách thời gian giữa hai đợt tăng lương do doanh nghiệp tự quyết thay vì nhà nước quản lý như trước đây. Đề xuất nhằm thực hiện phân phối tiền lương theo hiệu quả sản xuất kinh doanh, song có khiến doanh nghiệp lợi dụng ép người lao động những mức thu nhập thấp hơn hay không? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn theo dõi phản ánh sau đây. Trên mỗi dây chuyền của doanh nghiệp này đều có máy tính năng suất lao động. Sau 8 giờ làm việc, mỗi công nhân đều biết tổng thu nhập của mình nhận về là bao nhiêu dựa trên công sức bỏ ra. Hiện tại chúng tôi đang có cái hệ thống để tính lương này. Thì khi chúng tôi như ngày xưa thì là cứ làm xong rồi hết ngày là phải cộng năng suất theo từng giờ từng ngày. Nhưng bây giờ có cái bảng hiện cái máy gọi là hệ thống sửa đô này thì chúng tôi cứ làm xong thì chúng tôi cứ dí vào đây là nó sẽ biểu hiện năng suất của mình hàng ngày, là có nghĩa là khi chúng tôi ra về nó là không phải lo lắng về đến năng suất nữa. Dù quy định thang bảng lương do nhà nước xây dựng, song từ lâu điều này chỉ mang tính hình thức bởi các doanh nghiệp cho rằng có quá nhiều bất cập. Bởi theo quy định hiện hành, làm càng lâu năm thì tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội càng cao, nhưng năng suất lao động lại không song hành. Bất cập trong thu nhập và chúng tôi rất khó có thể giải thích người lao động. Và vô hình chung như vậy thì chúng tôi, những người lao động mà có trình độ thâm niên lâu năm thì chúng tôi phải trả cao hơn, không có nghĩa là chúng tôi có năng suất cao hơn. Và đối với những cái người mới vào thì họ lại so sánh và họ sẽ không có thể gắn bó với công ty. Vì sao? Vì họ có làm ra nhiều sản phẩm họ vẫn thấp hơn những người như vậy.
gần như là người ta được tăng thêm mặt bằng chung, mà đôi khi người lao động cũng không cần có phải sự cố gắng gì để tăng lương rồi, vì mức lương tối thiểu hiện nay là hệ thống thang bảng lương mà nhà nước quy định theo nghị định theo cái 49 ấy, là cứ thay dựng thang bảng lương và tăng lương nhân với mức lương tối thiểu vùng. Trước thực trạng này, dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi đã trao quyền cho doanh nghiệp khi xây dựng thang bảng lương, thậm chí tiến tới đề xuất lương tối thiểu theo giờ nhằm phù hợp với tình hình sử dụng lao động của từng doanh nghiệp. Mỗi cái cấu phần tiền lương nó có cái chức năng khác nhau, nó có chức năng khác nhau, thì chúng ta mà gắn cái tiền lương tháng như bây giờ là gây rất khó khăn cho doanh nghiệp. Họ có thể có những cái phương án sử dụng lao động không linh hoạt. Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có đến 60% cuộc đình công liên quan trực tiếp đến tiền lương, tiền thưởng. Do đó, có ý kiến lo ngại sẽ có tình trạng doanh nghiệp xây dựng thang bảng lương thành nhiều bậc, tách tiền lương thành nhiều khoản để trốn đóng bảo hiểm xã hội. Rất nhiều công nhân lao động chúng ta trẻ, chưa có kinh nghiệm công tác, tuổi đời thấp, thì cái quá trình thương lượng đối thoại này, tiền lương thì chắc chắn sẽ là không có sự mặc cả đây rồi. Nó chỉ là sự áp đặt một chiều thôi. Hiện dự thảo luật quy định tiền lương doanh nghiệp trả cho người lao động theo cơ chế thương lượng, miễn sao không thấp hơn mức lương tối thiểu do Thủ tướng Chính phủ công bố. Đây cũng là lưới sàn thấp nhất để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Theo thống kê chưa đầy đủ của ngành nông nghiệp Đắk Nông, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 1.000 hecta hồ tiêu bị chết hoàn toàn, hơn 2.600 hecta bị nhiễm bệnh, chủ yếu là bệnh chết nhanh, chết chậm. Hiện tượng tiêu chết hàng loạt trên diện rộng chỉ diễn ra trong khoảng hơn một tháng trở lại đây, khi mùa mưa kết thúc. Để ứng phó với dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên cây hồ tiêu, hiện nay ngành nông nghiệp Đắk Nông thực hiện nhiều giải pháp cấp bách, phối hợp với các địa phương tổng rà soát, đánh giá tình hình dịch bệnh, dự tính dự báo diễn biến của bệnh hại trên cây hồ tiêu, tích cực tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây tiêu, xử lý kịp thời hiệu quả. Diện tích hồ tiêu bị nhiễm bệnh và chết chủ yếu là bệnh chết nhanh, chết chậm do nấm và tuyến trùng gây nên. Đây là bệnh chưa có thuốc đặc trị nên công tác phòng bệnh là chủ yếu. Vì vậy, người dân cần áp dụng quy trình quản lý bệnh chết nhanh, chết chậm, hại hồ tiêu của Cục Bảo vệ Thực vật đã được ban hành. Sáng nay, chính phủ Australia thông báo sẽ bác bỏ Hiệp ước Toàn cầu về di cư của Liên Hợp Quốc trước khi hiệp ước này được đưa ra thông qua vào tháng 12 tới. Thông tin này được đưa ra sau khi nhiều nước khác là Mỹ, Hungary, Áo, Cộng hòa Séc, Ba Lan và Israel đã công bố quyết định tương tự. Theo Thủ tướng Australia Scott Morrison, việc thông qua hiệp ước trên có nguy cơ khuyến khích các hoạt động nhập cư trái phép vào nước này và đẩy lùi những thành tích khó khăn lắm mới đạt được trong cuộc chiến chống nạn buôn người. Trong khi đó, các bộ trưởng nội vụ và ngoại giao Australia cho rằng hiệp ước này không phù hợp với các chính sách cũng như không phục vụ lợi ích của Australia. Hiệp ước Toàn cầu về di cư của Liên Hợp Quốc được các nước thành viên tán thành hồi tháng 7 vừa qua và dự kiến sẽ được thông qua tại một hội nghị của Liên Hợp Quốc vào tháng 12 tới. Nếu được thông qua, đây sẽ là văn kiện quốc tế đầu tiên về kiểm soát hoạt động di cư. Tuy nhiên, chính phủ nhiều nước đã tuyên bố không ủng hộ hiệp ước này. Ô nhiễm không khí, mà nguyên nhân chủ yếu là đốt nhiên liệu hóa thạch, đang rút ngắn tuổi thọ loài người trên toàn cầu ở mức trung bình 1,8 năm một người, trở thành mối nguy hiểm hàng đầu hiện nay. Những hạt bụi nhỏ mà con người hít vào từ không khí ô nhiễm còn nguy hiểm hơn cả hút thuốc lá trực tiếp. Tính toán cho thấy, hút thuốc lá trực tiếp làm giảm 1,6 năm tuổi thọ, thì ô nhiễm không khí có thể giảm tuổi thọ khoảng 1,8 năm, thậm chí cao hơn hẳn các mối đe dọa khác với sức khỏe con người như chiến tranh và HIV/AIDS. Chỉ số chất lượng sức khỏe cuộc sống của Đại học Chicago, Mỹ cho thấy người dân ở nhiều vùng của Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới, có thể giảm tuổi thọ đến 11 năm vì sống trong không khí ô nhiễm. Tuổi thọ trung bình ở các quốc gia Nam Á chưa đến 69, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới. Thông tin cuối của bản tin thời sự tối nay, chính quyền doanh nghiệp ở các huyện phía Nam cần thực hiện việc đền bù, hỗ trợ người dân khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Đồng Nai do khai thác cát gây ra. Thưa quý vị và các bạn, trên sông Đồng Nai, đoạn qua địa phận huyện Cát Tiên, hiện có 7 đơn vị được cấp phép để khai thác cát. Sau khi cho phép khai thác cát trở lại, từ tháng 6 đến nay, các doanh nghiệp cơ bản chấp hành theo đúng quy định về ranh giới, trữ lượng cũng như thời gian khai thác. Tuy nhiên, nguy cơ gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến môi trường vẫn luôn tiềm ẩn. Nhưng điều mà người dân quan tâm hơn chính là việc đền bù thiệt hại, hỗ trợ mà các doanh nghiệp khai thác cát gây ra
để bà con tái sản xuất. Chính quyền và ngành chức năng, nhất là các doanh nghiệp đã thực hiện công tác này như thế nào? Quá trình quản lý việc khai thác cát và tiếp tục hỗ trợ của các ngành chức năng cũng như của các doanh nghiệp trong thời gian tới ra sao? Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự tại huyện Cát Tiên. Sạt lở, mất đất. Thực trạng này diễn ra trong một thời gian dài trên sông Đồng Nai, đoạn qua địa bàn huyện Cát Tiên. Sinh sống nhiều năm nơi vùng đất này và chỉ trông chờ vào 2 hecta chuyên canh cây điều. Nhưng trong năm 2017 trở về trước, gia đình ông Đoàn Quốc ở xã Quảng Ngãi đã bị sạt lở và mất hơn 1.000 hecta đất sản xuất cùng hoa màu. Không chỉ gia đình ông Quốc mà theo chính quyền địa phương ở khu vực này thì có hơn 10 hộ bị thiệt hại. Gia đình nhà tôi có khoảng hơn 2 hecta. Mà giờ này còn có đâu khoảng 5 sào thôi. Còn đất của bà con là rất nhiều. Đề nghị nhà nước có cái biện pháp như nào cho bà con là chắc không còn mấy thời gian nữa. Một vài năm nữa là hết đất mất đất. Theo thống kê của ngành chức năng huyện Cát Tiên, tình trạng khai thác cát dọc sông Đồng Nai đoàn qua địa bàn các xã Quảng Ngãi, Đức Phổ, Phước Cát 1, Phước Cát 2 và thị trấn Cát Tiên đã gây sạt lở đất sản xuất của khoảng 400 hộ dân với diện tích 5.000 m2. Ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất của người dân nơi đây. Trước thực trạng này, cuối năm 2017, đầu năm 2018, hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai đã thống nhất tạm ngưng khai thác cát vùng giáp ranh trên sông Đồng Nai nhằm đánh giá trữ lượng, mức độ thiệt hại, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp phải bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân huyện Cát Tiên đã tiến hành rà soát, thống kê diện tích bị thiệt hại. Qua đó yêu cầu các doanh nghiệp khai thác khoáng sản bồi thường thiệt hại cho người dân với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng cho 156 hộ dân ở các xã Phù Mỹ, Quảng Ngãi bị sạt lở trên 107.300 m2 đất. Rồi đơn vị là của Xuân Trường là đã hỗ trợ cho gia đình tôi được 9 triệu trang toàn xã khoảng 73 hộ. Họ thì thái độ thì cũng mềm dẻo và cũng động viên nhân dân là nhận cái tiền hỗ trợ đền bù. Ủy ban nhân huyện cũng làm việc với giữa bà con có đất bờ sông bị sạt lở với doanh nghiệp, cũng nói là cái giá cả thì nói chung là 72 triệu, rồi đến trong sổ đỏ còn 36 triệu là bên ngoài sổ đỏ cái đất mà chưa được cấp phép sử dụng như đất gọi là bù lề đó. Bà con thì nhận đấy hết rồi. Với doanh nghiệp thì vẫn thể hiện cái quan tâm với bà con là mình cũng mời bà con lên là cái ai mà bị thiệt hại ấy, hỗ trợ cho bà con cái hoa màu của bà con nó dọc sông triền sông người ta trồng rau hoa màu, nhưng mình vẫn là có cái tâm để mình thực hiện cho bà con hết. Có thể nói việc làm trên thể hiện trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với việc khắc phục hỗ trợ để người dân có điều kiện tái sản xuất sau khi bị ảnh hưởng do khai thác khoáng sản. Tuy nhiên hiện còn trên 100 hộ dân bị sạt lở 77.000 m2 đất tại thị trấn Cát Tiên, xã Phước Cát 1 và xã Quảng Ngãi, thiệt hại gần 1,3 tỷ đồng, vẫn chưa được đền bù. Bên cạnh đó, đối với các doanh nghiệp được tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép, thì Ủy ban Nhân dân huyện Cát Tiên không thể yêu cầu hỗ trợ đền bù cho các hộ dân. Đây thực sự là một trở ngại lớn trong việc phân định ranh giới và trách nhiệm giữa tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. Giữa Lâm Đồng và Đồng Nai là thống nhất là cái số lượng phương tiện khai thác. Đối với bên Lâm Đồng là mỗi giấy phép là một phương tiện. Nhưng mà bên Đồng Nai thì là được 2 phương tiện. Tuy nhiên là một số phương tiện của bên Đồng Nai thì hiện nay là một số thì chấp hành, nhưng một số vẫn là đâu đó là vẫn lợi dụng đó rồi tăng cái số lượng phương tiện khai thác. Còn đối với mà cái giấy phép của tỉnh Bình Phước thì hiện nay là do không quy định số lượng, nên là vì vậy là các cái số lượng phương tiện mà tham gia khai thác của bên giấy phép Bình Phước cấp là đối với địa phương là không có tham gia kiểm soát nổi. Vì vậy trong quá trình khai thác đã làm ảnh hưởng sạt lở đến đất và dân, đặc biệt là dân của thôn Nguyễn Ninh Phước 2. Địa phương mong muốn nhất là doanh nghiệp là làm sao làm với tinh thần là trách nhiệm và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và quản lý khoáng sản cũng như là cái giấy phép mà đã cấp cho doanh nghiệp, và đặc biệt là làm sao trong quá trình hoạt động khai thác là tránh đỡ người dân khiếu nại là cái điều mà địa phương mong muốn nhất. Còn về trách nhiệm của quản lý địa phương là với cái mặt quản lý tham mưu ban hành tiếp tục là tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những các cái trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Trên sông Đồng Nai, đoạn qua địa phận huyện Cát Tiên, 7 đơn vị có giấy phép khai thác cát. Sau khi thống nhất cho phép khai thác cát trở lại, các đơn vị cơ bản chấp hành quy định. Thế nhưng để không gây ra ảnh hưởng và làm thiệt hại đến đất sản xuất, hoa màu,
đòi hỏi chính ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Lâm Đồng cần có giải pháp mạnh hơn, gắn quyền lợi cũng như trách nhiệm của các đơn vị với nhân dân. Có như vậy mới quản lý tốt hoạt động khai thác cát tại địa bàn huyện Cát Tiên nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Sau cái cuộc họp giữa tỉnh Lâm Đồng với Đồng Nai và Bình Phước thì trước đó chúng tôi cũng đã có một cái đánh giá lại hiện trạng và đánh giá lại trữ lượng những vị trí nào được tiếp tục khai thác và những vị trí nào không được tiếp tục khai thác để đảm bảo cái an toàn và bền vững cho cái hai bên bờ sông. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các địa phương đẩy mạnh cái công tác mà bảo vệ khoáng sản và đặc biệt là đối với những mà trường hợp mà khai thác khoáng sản trái phép thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Đảm bảo quyền lợi của người dân cũng chính là mang lại lợi ích cho tổ chức cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Việc gắn trách nhiệm của chính doanh nghiệp, tổ chức trong việc bồi thường hỗ trợ cho người dân khi để xảy ra tình trạng sạt lở đất sản xuất, thiệt hại hoa màu do khai thác khoáng sản tại huyện Cát Tiên là việc làm hết sức cần thiết. Đây cũng là giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý đối với lĩnh vực này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.